Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Nam ca. Rồi, nhanh thôi, cái con tương mới Damia, nữ thần mùa hè, nữ thần mùa hạ của chúng ta sẽ cập bến trên máy chủ chính thức. Và nhiều bạn sẽ thắc mắc là không biết là có nên lên con này không các bạn. Và chắc chắn một số bạn sẽ lôi cái con tương mới này ra để so sánh với Lucretia. Kiểu như là các bạn hỏi á, là giữa cái con tương mới Damia này với lại con Lucretia thì chúng ta nên ưu tiên lên con nào trước? Chắc chắn sẽ có những câu hỏi như vậy các bạn. Thì giữa cái con tương mới Tamia với lại Lup thì chúng ta sẽ chọn lên con nào trước các bạn? Các bạn có thể thấy cái con tương mới của chúng ta có lượng đam rất là to. Và cái tác dụng của nó trong team có thể tính tới hàng chục. Tuy nhiên các bạn nên cần biết cái con lưu của chúng ta nó là một cái gì đó rất là đặc biệt các bạn. Lưu của chúng ta là một cái gì đó rất là đặc biệt, tại vì khả năng 1 cân 5 của nó rất là đặc biệt và kiểu như là độc nhất vô nhị trong AFK Athena. Hiện tại thì mình đang leo map 48 và tầm map 48 này theo trải nghiệm của mình thì mình vẫn dùng Lucretia làm một team để leo map. Thì có thể thấy sức mạnh của nó kéo dài rất là lâu các bạn ha. Cái tầm map 40 mấy các bạn vẫn dùng được cái con tướng này. Thì các bạn giai đoạn tầm khoảng 2 map 2 mấy hoặc map 3 mấy thì việc các bạn lựa chọn giữa cái con Lucretia và con tướng mới Tamia này thì chúng ta vẫn nên ưu tiên cái con Lucretia trước nha các bạn. Tamia nó mạnh nhưng mà cái khả năng 1 cân 5 của nó thì chắc chắn sẽ không bằng con Lu. Trong đấu trường thử nghiệm thì mình có thử rồi các bạn, khả năng 1 cân 5 thì không bằng. Em nó rất là cần đồng đội bảo kê, kiểu như kết hợp với một vài con tướng mà khá meta bây giờ, như là con có thể kết hợp với con Thiết Mộc Lan, có thể kết hợp với Emilia, có thể kết hợp với Tamras. Cái con tướng Damia của chúng ta đó các bạn, nó cần phải kết hợp nhiều con như vậy thì nó mới phát huy được sức mạnh của mình. Và đặc biệt cái chiêu nổ của con này, nó là trong vòng 10 giây máu không thể xuống dưới 20%. Chiêu này rất mạnh các bạn nha. Tuy nhiên để mà cái con Tamia này nó có thể sống cho tới lúc mà nó xài được cái chiêu nổ là một cái dấu hỏi chấm khá là lớn. Do đó thì nó cần một vài thành viên như mình đã nói ở trên. Cần Tamras, cần Thiết Mộc Lan, cần Emilia để kiểu như để nó CC đầu trận, hoặc là cần Ana để bảo kê giúp cho con tướng này không bị sốc đam chết quá sớm vào đầu trận các bạn. Do đó để chơi ngon cái con Tamia thì chúng ta cần nhiều cái con tướng khác đi kèm. Còn đối với Lu thì các bạn chỉ cần một mình nó với 4 con Minion. Minion ở đây là 4 cái con tướng chúng ta lên chưa full sách vở, chưa bài bản, nhưng mà chúng ta có thể bỏ vào team và dùng rất là ngon. Do đó thì nếu mà lựa chọn giữa Lu với lại con Tamia thì các bạn hãy ưu tiên cho cái con Lu nha. Rồi, vậy thì cái con Tamia này của chúng ta nó có thể ưu tiên hơn cái con tướng khác không? Thì có một vài cái tên các bạn có thể kể ra để so sánh với con Tamia này khi mà các bạn ưu tiên lên tướng đặc biệt. Ví dụ, hệ thần thì chúng ta có Ana, chúng ta có Vayne, chúng ta có Hylas, những cái tên rất là quen thuộc trong hệ thần các bạn ha. Còn hệ ác ma thì chúng ta có Yonras, chúng ta có Aziz. Những cái tên đó, rồi hệ thần chúng ta còn có cả song sinh nữa. Như vậy thì Tamia thì các bạn có nên ưu tiên lên trước những cái con tướng kia không? Thì theo mình hiện tại cái vai trò của con Tamia thì chưa được, kiểu như là chưa được khẳng định mạnh mẽ các bạn. Do đó thì nếu mà các bạn lên tướng, đặc biệt là newbie mà leo mà lên cái con tướng tiếp theo của hệ thần sau cái con Lucretia, tướng hệ đặc biệt sau Lucretia để hỗ trợ leo map thì mình nghĩ tốt nhất vẫn là lên mẹ băng giá Ana. Tại sao mình lại khuyên cái lên mẹ băng giá Ana đây các bạn? Tại vì trong nhiều cái video trước mình đã xếp hạng cái tướng thức tỉnh, thì tướng thức tỉnh đầu tiên mà các bạn nên lên là cái con Awakened Belinda. Thì các bạn cũng biết là Awakened Belinda kết hợp với Ana
là bộ đôi giúp DMAP rất là tốt trong giai đoạn đầu. Đặc biệt là con Anna đã full sách vở và bắt đầu xài được, đó là Sheet 30 cùng với 9 món nội thất. Thì kết hợp chung với Abel thì mấy cái team mà tầm tầm 3x này thì team mới dễ dàng cân được. Còn nếu trong một số trường hợp chúng ta không muốn dùng Anna cho cái con Abel thì chúng ta có thể kết hợp Anna chung với con Rizu. Như vậy thì chúng ta có một team leo map rất là cứng và team này có thể leo tới cái tầm 5x vẫn còn leo được. Do đó theo mình, nếu mình được lựa chọn giữa Ana với lại Damia thì mình vẫn khuyên các bạn nên lấy Ana trước các bạn. Rồi, còn ở đây thì mình vừa nói là nói tới các acc khoảng tầm acc và newbie thôi các bạn. Cho đối với acc mà acc VIP á, acc VIP á, thì chắc chắn với các bạn một điều, cái con tướng này vừa ra thì người ta sẽ lên full option nha. Còn con acc của mình hiện tại chỉ có 100 acc bên server chính của mình hiện tại có 100 mấy chục vé. Chỉ có 100 mấy chục vé thôi các bạn. Nên cái con tướng mới ra thì để full option thì hơi khó. Nhưng mà chắc là vẫn đú lên theo đó các bạn. Chúng ta có nhiều đối với cái acc mà acc VIP á thì acc mà kiểu như VIP mà VIP nửa nửa các bạn, mình gọi ở đây là VIP nửa mùa đi. Thì cái kiểu là chúng ta sẽ có thì thiếu một vài con đang đang khá là hot trong meta hiện tại. Ví dụ như là các bạn sẽ thiếu con Augas. Các bạn thiếu con Thanos. Các bạn thiếu con Phantom. Các bạn có thể thiếu một vài cái con tướng hay đặc biệt đó. Còn đa phần những con còn lại các bạn có thể có. Thì đối với những con kia thì mình khi mà ra cái con tướng mới Tamiya này thì chúng ta vẫn là nên lên cái con Tamiya này trước so với những con kia các bạn. Theo mình thì mình sẽ lên con Tamiya trước. Ok, bé của mình là tướng mượn, chết rồi không được hồi sinh. Ok, rồi và mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.